Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Bị phát hiện chơi gôn lậu giữa đại dịch, cục phó, tổng giám đốc khai là nhân viên. Liên quan đến vụ việc giám đốc sở, cục phó và hai đại gia ở Bình Định chơi gôn lậu giữa đại dịch COVID-19 rồi thành F1, có ba người khai báo y tế không đúng sự thật về chức danh ngày mùng 5 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác giám đốc Sở Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Dũng để xem xét xử lý vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, thời hạn tạm đình chỉ là 30 ngày kể từ ngày mùng 5 tháng 8. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Công Thành, cục phó cục thuế tỉnh này. Liên quan đến vụ việc trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày mùng 4 tháng 8, nguyên nhân do ông Thành có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, theo tìm hiểu của phóng viên. Liên quan đến vụ việc trên có 4 người cùng đi chơi gồm tại sân gôn FLC Quy Nhân, xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhân, gồm ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Công Thành, ông Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1981, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Thành An và ông Lê Văn Thảo, tổng giám đốc công ty cổ phần Phú Tài, cả hai doanh nghiệp của hai đại gia Nguyễn Hữu Lộc và Lê Văn Thảo đều có trụ sở ở Bình Định với doanh thu của mỗi doanh nghiệp từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, hai vị đại gia này còn sở hữu nhiều doanh nghiệp và cổ phần của nhiều doanh nghiệp khác. Thực tế là vậy, nhưng trong báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn gửi Sở Y tế Bình Định ngày mùng 4 tháng 8, ngoài giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng, ba ông còn lại đều khai không đúng về chức danh của mình. Cụ thể, ông Nguyễn Công Thành Khai là nhân viên cục thuế Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc Khai kinh doanh khoáng sản Titan, còn ông Lê Văn Thảo Khai nhân viên công ty cổ phần Phú Tài. Như đã thông tin, ngày mùng 3 tháng 8, chị TTQ, nhân viên sân gôn của FLC Quy Nhân, xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhân, được xác định dương tính SARS-CoV-2. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy có 11 người tiếp xúc gần với chị TTQ trong đó. Có 7 người là đồng nghiệp của chị Quy và 4 người còn lại, gồm Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Dũng. Cục phó Cục thuế tỉnh Bình Định Nguyễn Công Thành cùng hai đại gia có tiếng ở thành phố Quy Nhân là ông Nguyễn Hữu Lộc và ông Lê Văn Thảo. Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đã ra quyết định cách ly tập trung đối với bốn ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hữu Lộc và Lê Văn Thảo sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov 2 Trước đó, trong hai ngày 31 tháng 7 và mùng 1 tháng 8, các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hữu Lộc và ông Lê Văn Thảo đến chơi gôn tại sân gôn của FLC Quy Nhân. Tại đây, bốn người này đã tiếp xúc gần với chị TTQ, nhân viên sân gôn. Được biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày mùng 1 tháng 8. Trong đó có quy định không tụ tập 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, riêng các hoạt động văn hóa, thể thao trong đó có gôn, giải trí. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định yêu cầu tạm dừng từ ngày mùng 1 tháng 6.